Rồi, chào quý anh chị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi nhé. Hôm nay đầu tháng em lại qua bên Hà Nội ca, giới thiệu một số xe cũ, xe lướt mà quý anh chị đang có nhu cầu tìm hiểu. Hôm nay thì bên em mới về một gọi là hàng hot trên thị trường xe mới đi. Ford Ranger XLS phiên bản số động một cầu. Hiện nay thì xe mới form 2021, đây là form 2020 nhé. Thì giá bán niêm yết vẫn là 650 triệu. Tại thời điểm này mà quý anh chị mua xe mới mà chúng ta lăn bánh tại thị trường tỉnh thì chúng ta đã dao động vào khoảng 735 đến 745 triệu đồng. Vì sao lại có mức giá cao như vậy? Thì hiện nay đa phần những cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cho phiên bản bán tải Ford Ranger này thì sang tháng 5 và tháng 6 thì chúng ta sẽ gần như là không còn xe nữa rồi. Thị trường xe mới thì đã hết hoàn toàn và thay thế bằng xe lắp ráp, cho nên là tìm mua một chiếc mẫu nhập khẩu nguyên chiếc như này và phải mua thêm phụ kiện theo thời điểm thì để tìm mua một chiếc xe mà mới cứng và có thể ra ngay cho quý anh chị thì đa phần là những cái xe đã được trang bị sẵn phụ kiện theo hãng rồi nhé, cho nên mức giá lăn bánh mới cao đến như vậy. Cho nên bọn em về mẫu xe này là Ranger XLS AT, xe phiên bản 2020 nhé. Đây là gần lâu cuối của cái form cũ. Form mới thì chúng ta sẽ thay mặt ca lăng giống như em đã quay trên video cho anh chị rồi. Xe này bọn em đi là 3,5 vạn km chuẩn, xe cá nhân. Đấy, tên tư nhân, biển cá nhân một chủ từ đầu, máy 2.2 diesel và chắc chắn rồi, không có lỗi chảy dầu trên cái phiên bản Ranger XLS nhé. Bọn em đang chào bán là 680 triệu. Đây, thật ra một xe bán tải mà đi 3,5 vạn thì thật sự là rất ít. Đó, 35.018 km chuẩn mà đang ở đại lý bọn em nhé. Mình có thể qua xem trực tiếp xe. Đây, em quay qua nhanh qua cánh cửa này. Cái bản này thì chủ xe cũng đã nâng khá là nhiều đồ rồi. Xe bọn em mua ở bên thành Ford. Đây là ghế da White Track nhé. Đấy. Ghế này là ghế bọc lại, chứ ghế nguyên bản của Ranger XLS thì là ghế nỉ. Đấy, bác chủ xe cũng đã độ thêm màn hình Android tích hợp camera lùi, vô lăng bọc da và camera hành trình. Đó. Ngoài ra thì xe là trang bị sẵn thêm đây, ốp nắm cửa này, về che mưa này, lót thùng này. Sơ sơ phụ kiện này đâu đó khoảng 30 đến 40 triệu rồi. Chúng ta có ốp đèn sau này, ốp tay nắm cửa này. Cái bản này thì nguyên gốc của nó sẽ không có lót thùng cao su theo xe. Đấy, như em làm thì chỉ có Mitsubishi là trang bị sẵn lót thùng thôi. 680 triệu. Đấy, biển Hà Nội nhé. Nếu mà biển Hà Nội thời điểm này mua xe thì chúng ta tiết kiệm với lăn bánh xe mới tại Hà Nội đâu đó vào khoảng 70 triệu đồng. Cái này thì các bác có thể hỏi lăn bánh XLS AT xe mới thẳng qua em hoặc qua bất kỳ đại lý nào thì hiện nay chúng ta lăn bánh khá cao. Đúng khoảng 750 cơ, đúng không ạ? 680 chúng tiết kiệm khoảng 70 triệu rồi. Đẹp xấu nào thì chắc mời anh chị qua xem xe trực tiếp nhé. Bên em còn duy nhất một xe Ranger XLS AT màu trắng thôi. Ngoài ra bên em có một Raptor. Raptor cũng màu trắng nhé, phiên bản 2019, model 2020. Giá cũng loanh quanh hơn 1 tỷ mốt một chút. Toàn bộ Ford Ranger nhập khẩu giờ khá khan và giá là cao. Quý anh chị có nhu cầu thì bốc máy alo em để đặt lịch xem xe trực tiếp nhé. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Thôi mình xem qua cái thất đi. Đấy, ở đây là thảm cao su này, trải sàn da này, chuẩn combo tư vấn rồi, cực kỳ sạch và tiện cho các bác đi công trường nhé. Xe này nếu như mà mua và đi thì gần như là cũng chả phải làm thêm gì cả. Bác chủ xe làm gần như quá ok rồi.